Máy xay đa năng OmniBlend VTM800A là công cụ đắc lực cho các cửa hàng pha chế đồ uống. Đây là chiếc máy xay sinh tố được rất nhiều chủ quán tin dùng. OmniBlend VTM800A đến từ thương hiệu GTC. Với công suất mạnh mẽ lên tới 1.200W, tốc độ quay của lưỡi thép có thể lên tới 10.000 đến 38.000 vòng trên phút. OmniBlend VTM800A có thể dễ dàng nghiền vụn những nguyên liệu cứng như đá chỉ trong vài giây, hay thậm chí xay mịn cả những loại hạt cứng như cà phê, hạnh nhân, gạo giống như những chiếc máy nghiền chuyên dụng. Với thiết kế vô cùng dễ sử dụng, phần cối xay có dung tích lên tới 1,5 lít, làm bằng nhựa polycarbonate rất bền và chịu lực tốt. Được chia vạch để dễ dàng đo định lượng nguyên liệu hay để nhận biết mức thành phẩm sau khi đã hoàn thành. Dao xay 6 lưỡi làm bằng thép siêu bền của Nhật Bản, gồm 2 lưỡi hướng lên trên, 2 lưỡi sang ngang và 2 lưỡi xuống dưới. Phần thân máy với thiết kế thông minh, nắp cao su chống ồn, chống rung, chống dịch chuyển và có thể dễ dàng tháo ra để vệ sinh. Mặt trước với 8 nút bấm vô cùng tiện dụng, các khoảng thời gian được cài đặt sẵn trong 35 giây, 60 giây hay 90 giây, hoặc các chế độ nhanh, chậm hay trung bình tùy chọn phù hợp với những loại nguyên liệu. Đặc biệt nút Pulse với chế độ phá đá, xay đá nát vụn chỉ trong 5 giây. Với OmniBlend VTM800A, bất kể nguyên liệu gì từ rau củ, đá viên hay các loại hạt, tất cả đều không thành vấn đề. Chỉ với mức giá chưa đến 4 triệu đồng, bạn đã sở hữu ngay cho mình một chiếc máy OmniBlend VTM800A công suất với thời gian bảo hành lên tới 3 năm. Sản phẩm được cung cấp bởi AutoShop, thương hiệu chuyên kinh doanh máy móc quán trà sữa, cà phê hàng đầu. Liên hệ ngay tới số hotline AutoShop 0799 888 222 để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm máy xay đa năng OmniBlend VTM800A.